Hello quý vị và các bạn thân mến. Xin chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony nhé. Thì hiện tại bây giờ là ngày 11 tới tháng 2 năm 2021, 1 giờ 40 phút trưa tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Bây giờ nếu mình tính theo cái giờ của nước Việt Nam cũng như là cái phong tục cổ truyền của người Việt Nam mình ở nước Việt Nam mình, thì hiện tại bây giờ là mới vừa sang mùng 1 Tết đó các bạn. Vậy thì Tony xin chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị khán giả cũng như là quý cô, chú, anh, chị, em út, một năm mới an khang thịnh vượng và tràn đầy may mắn và hạnh phúc nha. Rồi trong cái buổi trưa ngày hôm nay, Tony xin phép được cập nhật cũng như là chia sẻ với các bạn những cái thông tin, những cái tin tức nó nóng hổi ở nước Mỹ này, cũng như là dính dáng tới cái chính quyền thứ 46 và dính dáng tới thầy Ký. Thì trong thời gian vừa qua, chưa đầy 3 tuần lễ thầy Ký tại nhiệm, thì có rất là nhiều cái việc mà thầy Ký đã lập kỷ lục. Trong đó có một kỷ lục là bị kiện nhiều nhất trong các đời tổng thống vừa qua. Sau đây mời các bạn nghe một cái vụ kiện nữa đến từ một cái thống đốc, và lý do tại sao ông thống đốc này kiện, và lý do tại sao mà vì lý do gì mà thầy ký một cái sắc lệnh làm cho hàng triệu người dân Mỹ thất nghiệp. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây. Mời các bạn theo dõi nha. Quý vị ơi, quý vị à, sau khi mà chú Bảy tại vị thì chú Bảy đã lập ra rất là nhiều cái kỷ lục và đã ký ra rất là nhiều cái sắc lệnh, nhưng mà so far chưa có một cái sắc lệnh nào mà nó gọi là có ích cho người dân Mỹ, có ích cho đất nước Mỹ là điều thứ nhất. Và có rất là nhiều cái sắc lệnh mà chú Bảy ký ra đã bị nhiều thống đốc của các tiểu bang không làm theo và kiện ngược lại. Ví dụ điển hình như là đã bị bộ trưởng bộ nội vụ của tiểu bang Texas kiện, và ông bộ trưởng này đã thắng kiện là điều thứ nhất. Thống đốc tiểu bang Texas kiện và ông thống đốc tiểu bang Texas cũng không có làm theo cái sắc lệnh của chú Bảy là điều thứ hai. Bây giờ lại thêm một ông thống đốc nữa, ông này đến từ tiểu bang Oklahoma, và ông ta đã vừa ký ra những cái sắc lệnh của tiểu bang ông ta để làm chi, để hủy bỏ lại những cái sắc lệnh của chú Bảy. Và sau đây tôi xin phép được chia sẻ với các bạn những cái sắc lệnh mà chú Bảy ký đó, nó như thế nào, và tại sao thống đốc tiểu bang Oklahoma lại ký ra những cái sắc lệnh để mà quánh văng đi cái sắc lệnh của chú Bảy, và ông thống đốc này có quyền làm như vậy hay là không. Rất là hấp dẫn, rất là coi như gây cấn các bạn. Mời các bạn nghe nha. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phần thứ nhất là những cái sắc lệnh gì chú Bảy đã ký mà nó làm cho ông thống đốc này phải cãi lại và bác bỏ đi. Đó là cái sắc lệnh mà coi như chú Bảy ký cái sắc lệnh nó gọi là biến đổi khí hậu đó các bạn. Tức là chú Bảy không muốn là cái ngành năng lượng, cái ngành dầu hỏa ở Mỹ nữa. Cho nên chú Bảy đã đóng đi một cái đường dẫn dầu, nó gọi là Keystone XL. Nó làm cho hàng chục ngàn người mất việc. À, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Rồi, bây giờ chú Bảy ký thêm một cái sắc lệnh, nó làm cho nó ảnh hưởng tới hàng triệu người tại tiểu bang Oklahoma là như thế này nè các bạn. Là nó dính dáng tới cái ngành năng lượng, cái ngành dầu hỏa. À, chú Bảy nói là những cái công việc này nó thải ra những cái chất độc nhiều quá, thành ra nó làm cho cái khí hậu nó bị biến đổi, nó này, nó nọ, nó kia, nó kia. Ok, thành ra chú Bảy nó no, không có làm những cái công việc này nữa. Nếu mà không làm những cái công việc này nữa thì các bạn biết rồi, có hàng triệu người sẽ, không riêng gì tiểu bang Oklahoma đâu, mà có hàng triệu người ở nước Mỹ này sẽ bị coi như mất công ăn việc làm, mất nhà, mất xe, mất luôn cả vợ cả con nữa. Nếu mà mình không có ăn việc làm thì dĩ nhiên nó có thể mất đi tất cả đó các bạn. Cho nên ông thống đốc Oklahoma đã mới vừa ra những cái sắc lệnh này và đã quánh tan đi những cái sắc lệnh của chú Bảy. Sau đây bây giờ mời các bạn nghe những cái sắc lệnh gì mà ông thống đốc tiểu bang California đã ký và đã coi như quánh đi những cái sắc lệnh của chú Bảy các bạn nha. Mời các bạn theo dõi. Thống đốc tiểu bang Oklahoma, ông này tên là Kevin Stitt, ông vừa ban hành những cái lệnh hành pháp để mà ngăn cản lại những cái lệnh hành pháp của chú Bảy gần đây, để mà coi như không có hiệu lực với tiểu bang Oklahoma của ông thống đốc này. Lý do mà ông Kevin Stitt ký những cái lệnh hành pháp này là để vô hiệu hóa cái lệnh hành pháp của chú Bảy. Là tại vì sao? Là tại vì cái lệnh hành pháp của chú Bảy đã hủy đi hàng nghìn việc làm trong cái ngành công nghiệp khí đốt và dầu mỏ, cũng như là vi phạm hiến pháp. Thống đốc Oklahoma đã ký rồi các bạn,
Cho nên hiện tại bây giờ thì tiểu bang Oklahoma không cần phải nghe theo cái sắc lệnh của chú Bảy, cũng như là những cái ngành mà khí đốt và dầu mỏ của tiểu bang Oklahoma cũng sẽ không có chịu ảnh hưởng bởi những cái sắc lệnh của chú Bảy đưa ra đâu các bạn nhé. Bên cạnh đó thì thống đốc Oklahoma cũng đã ký một cái lệnh hành pháp chỉ trích cái cuộc tấn công của chính quyền chú Bảy nhằm vào các bang sản xuất năng lượng, như điển hình như là Oklahoma và tiểu bang Texas. Và sau đây là cái lời phát biểu của thống đốc Oklahoma này các bạn. Hôm qua tôi đã ký một cái lệnh điều hành để bảo vệ ngành dầu khí của tiểu bang Oklahoma để khỏi bị cái sự thâu tóm quyền lực của Washington. Đó là những gì mà ông thống đốc Oklahoma đã phát biểu với báo chí. Bên cạnh đó thì thống đốc của tiểu bang Oklahoma cũng ký ra một cái lệnh hành pháp. Nó có cái biệt hiệu là như thế này nè các bạn, 2021-03, để mà nêu bật cái vai trò của tiểu bang Oklahoma với cái tư cách là nhà lãnh đạo toàn cầu trong cái ngành sản xuất năng lượng cũng như là lãnh đạo cái chiến lược. Và ông thống đốc này cũng đã nêu rõ những cái điều sau đây. Thứ nhất là tiểu bang Oklahoma đã làm đúng theo cái yêu cầu của chính phủ Mỹ, là đã thải ra, bên cạnh cái việc mà sản xuất á, thì cũng là đáp ứng cái nhu cầu là thải ra cái chất khí nó gọi là carbon mà chú Bảy đang yêu cầu á, rất là thấp, thấp dưới cái mức trung bình của chính phủ Hoa Kỳ đòi hỏi luôn rồi. Vậy thì còn muốn gì nữa? Cho nên không có cái chuyện là đóng đi cái ngành dầu hỏa, đóng đi cái ngành khí đốt hay sao mà chú Bảy muốn đó các bạn đó. Đó là những gì mà ông thống đốc Kevin Stitt đã nêu ra trong cái cuộc họp báo. Và bên cạnh đó thì thống đốc Kevin Stitt cũng cho biết như thế này, sản xuất năng lượng là xương sống của nền kinh tế tiểu bang Oklahoma. Cái lệnh hành pháp của ông ta gửi ra là một cái thông điệp tới chính quyền chú Bảy về cái việc mà chính quyền chú Bảy muốn đe dọa phá hủy việc làm ở Oklahoma, và cũng như khả năng mà coi như là làm cho cái ngành dầu khí dầu hỏa coi như là bị đóng đó các bạn, không còn công ăn việc làm cho người dân á, là không thể nào chấp nhận được. Đó là những gì mà ông thống đốc đã nêu ra, và chúng tôi sẽ không bị động trong việc đáp trả lại các cuộc tấn công có hệ thống vào cái tiểu bang Oklahoma. Đó các bạn thấy không, tức là cái ý ông nữa là không có cái chuyện mà hủy đi cái ngành dầu hỏa khí đốt, cũng như là chúng tôi không có chuyện ngồi yên để cho những chú Bảy ký những cái sắc lệnh mà làm cho hàng triệu người bị mất công ăn việc làm, và chúng tôi sẽ không bị động để cho các bạn tấn công tụi tôi đâu. Tụi tôi sẽ phản kích hay là sẽ chống trả lại. Đó, cái ý ông ta nói là như vậy đó các bạn. Cũng như các bạn biết rồi thì cách đây hình như một tuần thì thống đốc của tiểu bang Texas cũng nói y hệt như cái ông này, tại vì các bạn biết rồi tiểu bang Texas là sao? Giàu mạnh là nhờ ngành dầu hỏa. Hàng triệu người ta coi như là làm ngành dầu hỏa. Nếu mà bây giờ cái sắc lệnh của chú Bảy mà đưa ra như vậy đó các bạn, thì cả luôn cái tiểu bang Texas này có hàng triệu người cũng sẽ bị thất nghiệp đó các bạn. Là sẽ bị kéo nhà, kéo xe, mất vợ, mất con, là tại sao? Không có công ăn việc làm. Tự nhiên bây giờ chú Bảy nói là ký cái hiệp định thay đổi khí hậu cái gì đó, nó tóm lại là như vậy. Thì tự nhiên bây giờ ngừng sản xuất dầu hỏa, không còn ngành năng lượng này kia nọ nó. Ủa? Chú Bảy bây giờ chỉ chủ yếu là vào cái gọi là khí đốt carbon gì đó mà. Chú Bảy thích cái khí carbon đó, cho nên chú Bảy không muốn cái ngành dầu hỏa này nó tiếp tục. Người ta đã đáp ứng cái nhu cầu của chính phủ Mỹ đưa ra, là người ta thải ra những cái chất thải, những cái khí xấu các bạn, dưới cái mức trung bình của chính phủ Mỹ đòi hỏi. Vậy tại sao không cho người ta làm tiếp tục cái ngành dầu hỏa, ngành năng lượng, đúng không các bạn? Tại sao mà phải biểu người ta ngừng làm việc? Ngừng làm việc lấy cái gì mà ăn? Các bạn thấy chưa? Đó, ý của những người thống đốc này nói như vậy đó các bạn. Và sau hơn hình như là gần 3 tuần lễ chú Bảy đăng cai đó các bạn, thì hiện tại bây giờ với lại nhiều sắc lệnh mà chú Bảy đã ký ra đó các bạn, thì hiện tại bây giờ có rất là nhiều tiểu bang đang bắt đầu chống lại cái sự cai trị độc đoán của chính quyền chú Bảy cũng như là chú Bảy. Nó nói nôm na là như thế này nè các bạn, trong cái thời gian vừa qua chú Bảy ký ra hơn 40-50 cái sắc lệnh mà chưa có thấy một cái sắc lệnh nào mà nó đem lại công ăn việc làm cho người dân Mỹ, hoặc là một cái sắc lệnh nào mà nó đem lại cái nền kinh tế phồn thịnh cho chính phủ Mỹ đâu các bạn. Đó, bây giờ mình điển hình một cái sắc lệnh như thế này nè, thay đổi khí hậu cái gì đó, nó tóm lại là chú Bảy muốn như vậy. Đúng rồi, nhưng mà thật sự là nó ảnh hưởng nó hàng triệu người dân Mỹ và nền kinh tế của đất nước Mỹ các bạn nhé, chứ không phải chỉ ảnh hưởng người dân không đâu, mà ảnh hưởng luôn cả đất nước Mỹ nữa. Tại vì sao? Người dân Mỹ không có công ăn việc làm, tức là thất nghiệp thì sao? Nền kinh tế nó sẽ bị xuống thì sao?
cái nền kinh tế của một đất nước bị xuống thì đất nước nó không có giàu và mạnh các bạn ơi. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ, ngày 11 tới tháng 2, tức là nôm na ở Mỹ là 30 Tết, ở Việt Nam là mùng 1 Tết. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Thì một lần nữa chú Bảy lại bị kiện. Nói tóm lại thì bây giờ chú Bảy đã lập một cái kỷ lục là bị kiện nhiều nhất trong lịch sử của nước Mỹ trong các đời tổng thống vừa qua. Mới vừa tại vị chưa đầy một tháng các bạn, chưa đầy một tháng nữa. Nôm na là mới có 3 tuần nữa đó mà bị kiện quá trời kiện luôn, tùm lum thứ kiện luôn. Và ký rất là nhiều cái sắc lệnh luôn, đạt kỷ lục trong cái lịch sử của đất nước Mỹ luôn. Thì tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Một lần nữa nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích thì đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ, cũng như để lại một cái like ủng hộ đầu năm cho Tony và channel các bạn nha. Have a good day.